Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm phần tiếp theo, phần thứ ba, đó là lật mặt Kitô giáo. Thì hôm trước là đã hết phần 1, hôm nay tiếp tục phần thứ hai của trên trang web sách hiếm online. Đối với sự hung hăng của Kitô giáo muốn chiếm trọn trái đất, dù phải giết hết toàn bộ nhân loại như Thiên Chúa từng làm qua trận lụt lớn trong truyền thuyết mà họ rất hãnh diện, thì sự hung hăng của Trung Quốc ngoài Biển Đông chỉ là thằng trộm vặt so với cả đàn cướp. Nhỏ lớn tuy có khác, nhưng gian manh và thâm độc không khác. Nhân tiện tôi đưa ra cái nhìn ngắn gọn về hai nền triết lý giữa Kitô giáo và Phật giáo, một bên đại diện cho thiên bản và một bên cho nhân bản. Với những triết lý cốt lõi của Kitô giáo, chỉ người được căn dắt mới bị thuyết phục và tín thác vào Giê-xu. Người không chấp nhận, bị căn dắt, không thể tin vào Giê-xu, thậm chí có người còn vì đạo đức xã hội mà kịch liệt không ngừng lên án Kitô giáo. Nhưng Voltaire, Diderot, vân vân. Khi tôi nói cốt lõi, nghĩa là phần tinh túy nhất, không bị sửa đổi, thêu dệt, thêm thắt hay sao chép để thích nghi với thời đại, với hoàn cảnh. Sau đây là những điểm cốt lõi được trích xuất ra từ hai bộ thánh kinh thiên bản, vị đặt căn bản trên đức tin của quần chúng. Vũ trụ vạn vật do một đấng thần linh chủ tể. Vì thương yêu thương nên Ngài sinh ra nhân loại. Ngài có toàn quyền quyết định trên số phận của vũ trụ. Khi loài người làm Phật ý Ngài, Ngài đã tạo ra cơn đại hồng thủy tiêu diệt toàn bộ các sinh vật trên mặt đất, từ những ai được leo lên con thuyền của Noe hay là Noe. Ý niệm tự do được thêm vào sau này do các triết gia thần học. Thế không có ý niệm tự do trong hai bộ thánh kinh, mà chỉ có sự bất tuân và trừng phạt. Trái cấm không biểu trưng cho sự tự do, nó đại diện cho cạm bẫy lừa gạt. Tự do người ta không thể đưa sách cho một kẻ mù rồi ban cho nó quyền tự do đọc sách. Tự do phải được hiểu là tự do phán đoán, phải được hiểu là tự do suy tư và hội đủ điều kiện để suy tư. Một đứa trẻ té qua cửa sổ chết nát thay không có nghĩa là nó tự do chọn cái chết, mà vì cha mẹ nó thiếu trách nhiệm và không đủ khả năng tiên liệu được sự an toàn, cũng như không đủ khả năng nuôi dạy và đem hạnh phúc đến cho con cái. Có nhiều lỗ hổng như vậy vì đây là triết lý nhất nguyên luận hay duy thần luận, có mặt trong hầu hết các chuyện cổ tích trẻ thơ của bất kỳ nền văn minh bán khai nào. Cái phản xạ đơn giản nhất để nói về nguồn gốc nhân loại là phải có một ai đó siêu hơn loài người mới có thể tạo ra loài người. Cũng tựa như thấy nước từ trời rơi xuống thì phản xạ tự nhiên cho là rằng trên cao toàn là nước, được Thiên Chúa ngăn lại nhờ cái vòm bằng đồng thau, nước chảy xuống nhân gian từ những chiếc lỗ nhỏ. Chúa tạo ra nước nhưng lại dốt không biết H2O là gì. Thì thử hỏi những gì được Kinh Thánh đưa ra trong Kinh Cựu Ước, nó có chỗ nào đáng tin? Thứ hai, sự dữ, sinh già, bệnh chết là do Thiên Chúa vỗ ngực ban cho trần thế sau khi Ngài, sau khi người đầu tiên bất tuân thánh dụ. Đây là kết quả của cái mà sau này các tay thần học kinh viện đều thi nhau ca tụng là tự do. Trước khi ăn trái cấm, con người nguyên thủy không thể biết cái giá phải trả cho sự tự do là gì. Y như đứa trẻ vừa biết đi chập chững loạn qua lan can tầng 20 và rơi tự do xuống chiều cao 50 mét. Nó hoàn toàn vô tri về hậu quả nếu lọt qua khỏi hàng rào lan can. Hàng xóm bu quanh cái xác của đứa trẻ và trầm trồ: thật tội nghiệp cho con, nhưng đây là tự do tuyệt đối mà
mà cha mẹ con đã ban cho con ngay từ trứng nước. Cho nên cảm ơn lòng yêu thương vĩ đại của cha mẹ. Hơn nữa, ý nghĩa sâu xa nhất của tự do chính là tự do suy tư. Không có tự do suy tư, tự do tư tưởng thì chỉ còn có tự do nô lệ. Khi Adam được Chúa tạo ra, Adam không được quyền suy tư, chỉ được quyền vâng lời. Ngay cả thái độ ăn trái cấm chẳng do Adam quyết định, mà do con rắn bảo với Eva, rồi Eva truyền lại cho Adam. Cả hai người vì không được sinh ra có suy tư, chỉ có bản năng vâng lời, nên khi con rắn dụ dỗ bản năng vâng lời đã khiến cặp đôi này tuân theo. Điều này cho thấy Adam và Eva được sinh ra như một loài thú kém thua cả loài bò sát. Chúa Trời sinh ra họ với thân xác súc sinh, nhưng phán đoán và tư duy của nhân loại chính là đã nhờ con rắn chỉ cho họ trái cây lý trí mà họ đã ăn và thành người. Vì thương yêu nhân loại, Thiên Chúa sai Giê-xu, con một của Ngài, xuống thế làm ngôi hai, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tội bất tuân của con người nguyên thủy. Adam được Thiên Chúa trực tiếp làm ra, không được gọi là con. Giê-xu được con người truyền giống từ Adam đẻ ra, nhưng Giê-xu là con một. Còn tất cả con người được sinh sản từ Adam là ai? Nhà Chúa trả lời rất gọn, chỉ có Giê-xu là con Thiên Chúa, còn tất cả chỉ là vật thụ tạo. Ngôi hài tự nguyện chết để cứu chuộc vật thụ tạo. Đọc kinh thấy rõ Giê-xu tự nguyện bằng cách bò lết khóc ra máu và luôn miệng xin ngôi một xuống cứu. Ngôi một chả thấy đâu, nên ngôi hai bị nập lên thập giá đóng đinh và chịu chết. Theo tôi thì ông chỉ rơi vào tình trạng chết lâm sàng, sau đó được cứu sống dậy và trốn biệt lên trời. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây cần nói, đó là sau khi Giê-xu chết để chuộc tội của tổ tông loài người thì sự dữ lại còn bùng phát hơn. Lịch sử cho thấy từ khi loài người tôn thờ Giê-xu, chiến tranh và chết chóc còn gia tăng gấp bội. Nơi nào có bóng dáng cây thập giá ác, nơi đó có lừa đảo, chia rẽ, cướp bóc, chiến tranh, cướp nước, bắt nô lệ, diệt chủng, diệt văn hóa. Vậy ý nghĩa của sự cứu chuộc nằm ở đâu? Xin thưa, ở cái bánh vẽ, tức là sự giữ chả biến mất, nó sẽ chỉ biến mất ở thiên đàng. Khi nào Giê-xu tái lâm vào ngày phán xét và rước 144.000 người Do Thái trong danh sách 12 chi tộc, được ghi trong Khải Huyền, Kinh Thánh hoàn toàn không có một chữ dành cho Kitô giáo. Giờ phán xét ấy theo Tân Ước sẽ không xa, nó sẽ xảy ra trong một ngày khi những tông đồ còn sống. Nhưng nay đã 2.000 năm trôi qua, vẫn chả thấy bóng Giê-xu ở đâu cả. Những tông đồ đã biến thành đất cát, không biết có ráp lại được hay không, để thầy trò hồn xác cùng nhau tay trong tay bay lên thiên đàng. Khổ nổi vào thế kỷ 21, giáo hoàng John Paul đệ nhị cùng giáo hoàng Francisco chịu nhiều ảnh hưởng của duy tâm luận, phủ nhận thiên đàng vật lý, cho rằng đó là một trạng thái của tâm. Vậy Giê-xu và Maria cùng với thân xác của họ hiện đang ở đâu? Sau khi chết, ngôi hai đã phục sinh và bay về trời, như là một lời hứa hẹn chấm dứt mọi sự dữ, mở ra cuộc sống vĩnh hằng. Đối với Thiên Chúa giáo thì thiên đàng là cõi sống đời đời, cưu mang cả sự sống vật lý lẫn siêu hình. Hồn xác không còn rời xa nhau, không còn sự dữ, nhưng không biết có trở lại tình trạng ở trần truồng như Adam và Eva khi vừa được Chúa nặng ra. Và các bà mẹ có biến thành đồng trinh hết như mẹ măng côi không? Phúc cho ai nhận được tin mừng từ Giê-xu. Và nên nhớ rằng từ Adam trở xuống tới Giê-xu chẳng ai có đức tin vào Giê-xu cả. Tất cả đều là tín đồ Do Thái giáo. Đạo Do Thái tuy có máu mủ ruột thịt với đạo Kitô, nhưng hai bên như kẻ thù không đội trời chung. Vào thời Trung Cổ cho đến thời Phục Hưng, người Do Thái bị ruồng giết tại Âu Châu một cách tệ hại. Mấy bộ xương tàn của Adam và Eva, Noe
Abraham, Lot, Môi-se, David sẽ đi về đâu vào ngày Giê-xu tái lâm? Giữa người Do Thái và người Kitô giáo, Giê-xu sẽ cứu ai? Nếu Giê-xu cứu cả hai thì Phê-rô giữ chìa khóa và thành lập giáo hội có ý nghĩa gì? Vì lợi ích gì? Chà, coi bộ rắc rối đây. Mấy ông này dân Do Thái, Judan chứ chẳng phải Kitô, Christianit. Ngồi trung chiếu e là có màn đấu súng nữa chứ chẳng chơi. Đó là chưa kể nếu các đồ đệ thánh A-la cũng tự xưng là hậu vệ của Abraham, mà họ gọi là Abraham, cũng đòi sống dậy về thiên đàng thì Giê-xu tính sao? Tin này thật là đáng mừng. Nếu được hỏi tại sao Thiên Chúa yêu thương mọi người một cách bình đẳng mà trẻ con có đứa sinh ra trong nhà nghèo lại đuôi què câm điếc, có đứa sinh ra làm hoàng tử công chúa lại còn được khỏe mạnh thông minh xinh đẹp, thì linh mục Nguyễn Khắc Hy sẽ trả lời: Chúa yêu thương rất bình đẳng tất cả mọi người, nhưng các thái và sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người không giống nhau. Chỉ riêng Ngài tự biết, không ai có thể hiểu được Thiên Chúa theo tín lý Kitô, dù Chúa làm gì, nghĩ gì. Điều ngoài dữ liệu của con người, điều quan trọng là chúng ta, loài người, phải luôn hướng về Chúa, yêu thương Ngài và phụng sự Ngài một cách vô điều kiện. Ngài bảo chết thì phải chết và phải cảm ơn, bảo đi ăn mày thì đi ăn mày và phải cảm ơn, bảo làm nô lệ thì làm nô lệ và phải cảm ơn, tuyệt đối không được hỏi vì sao. Từ những cốt lõi ấy rút ra, Kitô giáo hay các tôn giáo độc thần đều xây dựng tôn giáo và triết học của mình trên thiên bản vị, chỉ nhằm phục vụ thần linh. Con người do thần linh sinh ra, chỉ là vật thụ tạo, là tôi tớ nô lệ của thần, cầu xin xin được trở về với thần. Thế gian chỉ là quán trọ tạm bợ, là nơi thử thách, là lò tôi luyện với mục tiêu cầu được ân sủng để có thể trở về quỳ phục dưới chân bệ của tượng thần sau khi chết. Con người theo thiên bản vị là chỉ đền thờ thánh. Ai cho rằng tôi tóm lược cốt lõi đạo Chúa còn thiếu sót, xin nhuận chính cho. Bây giờ cũng xin đưa ra vài nét cốt lõi của đạo Phật. Nhân bản vị đặt căn bản trên đạo đức cá nhân. Người đầu tiên đưa con người làm trung tâm điểm của mọi học thuyết Tây Phương là Aristotle. Ông lại vì vậy cũng đưa ra học thuyết sai lầm về thuyết địa tâm. Tuy thuyết địa tâm sai về và lý học, vật lý học, nhưng đứng trên lăng kính nhân lý học, nó vẫn không sai. Con người và trái đất vẫn là trung tâm của vũ trụ. Vũ trụ nằm ngoài nhận thức của con người sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Nhận thức định đoạt tất cả, tự như mặt trăng vẫn có hàng nga ngự trị, nhưng nàng đã chết từ khi Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Phật giáo là nền tảng của triết học nhân bản luận, có thể nói môn học nghiên cứu của cứu nhân tâm ngày nay gọi là tâm lý học, được Phật giáo phát triển đầu tiên từ hơn 2000 niên kỷ. Nhưng môn Phrisology phải đợi đến thế kỷ thứ 16 mới có người nói đến. Văn bản phân tâm học, trứ danh của đạo Phật là vi diệu pháp theo cách gọi của Nam truyền, hay duy thức học theo cách gọi của Bắc truyền. Đạo Phật cốt ở tam pháp ấn: vô thường, khổ, vô ngã. Mặc dù nói ba, nhưng tự chung chỉ có một vô ngã. Tam pháp ấn của đạo Phật cũng có thể tóm lại trong một chữ duy nhất là thực tại. Thực là chân thực, tại là tại đây, ngay phút này, tại nối kết không và thời gian vào làm một, nắm bắt chân thực tại đây và ngay lúc này. Đó là tất cả yếu nghĩa của đạo Phật. Thực tại có mặt trong sự sống, tham dự vào biện chứng lịch sử của chính nó. Con người có mặt giữa thiên nhiên và vũ trụ, nó đến từ đâu, ai tạo ra nó, sau khi chết sẽ về đâu,
không nằm trong trung tâm điểm của nhân sinh quan Phật giáo. Con người đang hiện diện đối mặt với thiên nhiên. Thiên nhiên vừa nuôi dưỡng vừa tiêu diệt con người, tìm ra cách khiến con người sống hài hòa với thiên nhiên và với chính mình, đem lại hạnh phúc và an lạc ngay trên hai chân đứng của mình trong quá trình sống giữa thiên nhiên. Đó là vai trò chính của Đạo Phật. Nếu con người nguyên thủy có ngay bản năng cầu khẩn van xin thần linh thì đó đã bị tiêu diệt từ lâu, bởi muôn thú chỉ có bản năng sinh tồn. Từ đó ta biết rằng con người đầu tiên là một con thú, và bản năng nguyên thủy là sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Không có con thú nào biết sợ ma quỷ thần thánh cả, chúng chỉ biết sợ chết và sợ đói. Đây là ưu điểm của loài thú khi loài người chưa xuất hiện. Nhưng ta thấy hai nhân vật Cain và Abel đã tìm cách làm vừa lòng thần linh để sinh tồn trong sáng thế ký là một câu chuyện hoàn toàn tiểu thuyết trái với khoa học. Văn hóa Abraham đánh dấu sự ganh ghét, tị hiềm gây ra chiến tranh đổ máu đầu tiên giữa loài người là do phụng thờ Thiên Chúa. Hai anh em Cain và Abel này chỉ là muốn làm cho vừa lòng Thiên Chúa mà đã trở mặt tàn sát nhau. Và người sống còn chính là kẻ được lòng Chúa, nhưng mâu thuẫn làm sao ngày nay khi dịch corona bao phủ toàn trái đất. Loài người bên các quốc gia Kitô giáo cầu xin Chúa ban phép lành, chính quyền thỉnh tượng bà Maria bay lên trời để làm phép. Các linh mục cầm thánh giá sen sắc Raymen ra đường vẫy nước thánh. Không những tín đồ chết như rạ, mà ngay cả chủ chăn làm phép cũng chết hàng loạt. Tổng số chết còn gấp vạn lần con số của các quốc gia phi Kitô. Quan sát các quốc gia theo văn minh Kitô trên thế giới, ta thấy ngay trên những kẻ đầu tiên hô hào đức tin mạnh mẽ nhất, cuối cùng vì bản năng sinh tồn đã từ bỏ niềm tin vào sự cầu nguyện, dõng dạc kêu gọi đeo khẩu trang và cách ly cùng với việc sử dụng nước rửa tay khử trùng. Tức là con người nhờ bản năng sinh tồn ẩn nấp né tránh mà thoát khỏi bệnh dịch, chứ không hề dựa vào văn hóa thờ vái thần linh mà tồn tại. Thống đốc thành phố New York từng tuyên bố Thượng Đế chẳng ích lợi gì trong việc chống lại dịch Covid. Chỉ có khẩu trang, cách ly, khử trùng mới giúp con người có được sự an toàn qua mùa dịch. Andrew Cuomo là người đạo dòng Công giáo Roma, cho những thái độ từ bỏ các tín lý của ông như cho phép hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, mà có nhiều sự vận động giáo hội xử ông vạ tuyệt thông, giáo hội không dám làm. Hay chưa kịp làm thì họ đã chế nhạo rằng giáo hội là con hổ giấy. Tồn tại với thiên nhiên không có nghĩa là chống lại những khắc nghiệt do thiên nhiên đưa đến, như chống lại những sự dữ, tìm kiếm con đường ngược chiều với sự dữ, cầu sống đời đời, cầu phép lạ, cầu một nơi không có khổ đau chết chóc. Đạo Phật từ chối mọi phép lạ vì không có gì có thể vượt khỏi luật vô thường. Nên con đường của Đạo Phật là hãy sống hạnh phúc với cái đang là, không chống lại thiên nhiên mà sống với thiên nhiên. Vô thường, nói cách khác là tướng sinh diệt của vô ngã, dựa trên sự thực khách quan của vũ trụ vạn pháp vốn không có tự tánh. Đạo Phật quán vào lý này mà lập tôn, không cho cái này cái gì là thường hằng bất biến. Ngược lại, tất cả đều vô thường, biến chuyển, thay đổi, linh động. Không có bất kỳ thứ gì từ các pháp thuộc về tâm đến các pháp thuộc về sắc mà có trạng thái tĩnh lặng vĩnh hằng. Vô thường là nguồn cội của lý duyên khởi trong Đạo Phật, đặt trên căn bản 12 nhân duyên, từ vô minh, hành, thức, danh sắc, vân vân đến Lão Tử. Tôi không đi sâu vào 12 nhân duyên ở đây, vì ai muốn tìm hiểu chỉ cần tìm trên mạng sẽ có hàng trăm bài giải thích. Nếu phân tích kỹ thì lý duyên sinh, ta thấy Thượng Đế trong sáng thế ký hoàn toàn không lọt ra khỏi dù chỉ một ly nhỏ của vòng xích lưu chuyển trong 12 nhân duyên này. Do vô minh nên Ngài chấp vào ngã ái của mình, đó là cái hành. Đầu tiên từ một niệm sinh khởi, muốn có cái gì đó là hình ảnh của từ ngã. Thế là Ngài tạo ra có, không, sáng, tối, đất, nước. Từ ngã ái, Ngài tạo ra thế giới hỗn mang, cắt bụi, đầy ganh tị, chém giết, vốn là phản chiếu tâm sinh diệt hỷ nộ ái ố. Lạc của chính Ngài mà ta đọc được trong Thánh Kinh
từ chuyện Chúa dặn giết toàn bộ sinh linh trên thế gian bằng một trận lục khoan đường, đến chuyện dâm đảng và hàng hạ của các vị thánh Do Thái như Abraham, David, rồi chuyện tự Chúa ra tay chém lửa, ném lửa xuống thành Sodom, tiêu diệt toàn thành chỉ trừ Lót và hai cô gái, khiến cho hai cô gái ngủ cùng cha già để có con cháu nói giỏi dòng tộc. Hai câu kệ đầu của bài kinh Niết Bàn sau đây cho thấy Thượng Đế nằm trọn gọn trong cái nhìn thanh thản đầy minh triết của Đạo Phật. Chư hành vô hà thường, các hành đều vô thường, thị sinh diệt pháp, vì chúng đều là pháp sinh diệt. Thiên Chúa hiện ra, bay là đà trên mặt nước, tạo thiên lập địa xong, bèn biến mất. Nên Thiên Chúa và tất cả những gì thuộc về Ngài đều là các hành. Các pháp vô thường sinh diệt, biến hiện chập chờn, vô thực. Hai câu đầu của bài kệ là yếu môn của Thiên Chủ Giáo, lưỡng nguyên, sáng tối, chánh tà, tương tranh. Hai câu sau đây của bài kệ là yếu môn của Phật Giáo, vượt lên trên sinh diệt an lạc trong sự dừng nghỉ của biến dịch. Sinh diệt diệt dĩ, thị sinh diệt pháp, có nghĩa rằng là các pháp sinh diệt mất đi là niềm an lạc của tịch diệt. Khổ là mặt tác dụng của vô thường, hay nói đúng hơn, không có vô thường không có khổ. Khổ của Đạo Phật còn bao sâu hơn sự giữ trong ý nghĩa triết lý của văn hóa Do Thái Kitô giáo, vì sự giữ chỉ đề cập đến những gì con người không ưa thích như đói rét, bệnh tật, thiên tai, thất bại, mất mát, chết chóc. Trong khi đó Phật giáo quán niệm và bản thể luận của sự khổ và thấy rằng chỉ một niệm khởi của tâm. Khổ đã xuất hiện, chính trong hoang lạc đã chứa đầy khổ đau, không một ái dục nào không tiềm ẩn đau khổ trong đó, không khởi đầu nào không chấm dứt. Phật giáo phân làm tâm khổ và bát khổ. Ai muốn biết rõ hơn xin tìm hiểu trên Wikipedia. Ngay cái dục vọng ao ước được về thiên đàng đeo bám suốt cuộc đời người theo Thiên Chúa giáo đã là một khổ đau tiềm ẩn thường trực mà người vô thần không bị vướng phải. Đó chính là cầu bất đắc khổ. Suốt đời người Kitô giáo ước ao một cõi thiên đàng bên cạnh Chúa, một thứ ảo giác của người chết khác đi trong sa mạc mơ thấy ốc đảo. Phật giáo tiên liệu cho dù nếu có ngày thiên đàng này xuất hiện, thì với bản chất tham ái được nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời hành đạo khổ hoại trong tâm khổ, sẽ xuất hiện biến thiên đàng thành nơi nhàm chán. Đã vậy, Thiên Chúa giáo còn muốn đem theo năm uổng về thiên đàng, làm sao tránh khỏi muôn vàn khổ đau khi con người bị lệ thuộc vào năm uổng. Có năm uổng có điều kiện để năm uổng tồn tại và nhu cầu hưởng thụ ngũ dục sẽ phát sinh. Không thể chỉ nói bừa rằng với quyền năng của Thiên Chúa thì năm uổng không cần điều kiện gì cả, lên thiên đàng để có ăn sung mặc sướng, hưởng thụ ái tình mãi mãi thanh xuân, giàu sang không cần lao động. Như trước khi Adam ăn trái cấm, vậy câu hỏi cần được đặt ra là tại sao Thiên Chúa giáo cần có năm uổng để hưởng thụ? Đó chẳng phải là điều kiện đầu tiên trong cốt lõi triết lý hồn sát luôn phải gắn bó hay sao? Nếu không có cái tham ái thì con rắn làm sao có thể dụ dỗ Eva ăn trái cấm? Nếu không có tham ái thì sinh ta để làm gì? Nếu không có tham ái, thiên đàng có còn cần thiết hay không? Nhưng không thể đòi hỏi sự cấu kết của năm uổng mà không có tham ái và vô minh. Tựa như không thể đòi hỏi ai ao tù nước động không sinh ra vi khuẩn, chẳng lẽ Thiên Chúa lại sẽ hiện ra và nói rằng không sao, với quyền năng vô biên của ta, nước ao tù sẽ không phát sinh vi khuẩn. Vô ngã là tánh của vô thường, vì bản chất của tất cả các pháp đều không có tự tánh, nghĩa là không có gì không nhân duyên cấu thành. Ngay một nguyên tử, một phân tử, khái niệm về hư vô vẫn cần có thời gian và không gian để hiện hữu.
Nếu có một mà chiếc máy đo vận tốc di chuyển của các tế bào trong cơ thể, tốc độ di chuyển và thay đổi của chúng không thua tốc độ một phi thuyền phóng lên không gian. Và tôi dám cam đoan, đầu óc cùng cảm quan của bạn không có lấy một sát na tĩnh lặng. Vậy thì tôi là ai? Tôi là tập hợp của hàng tỷ tế bào, hàng tỷ cảm giác liên tục thay đổi và lưu chuyển như một dòng sông chảy đến vô định. Triết gia Hy Lạp Heraclitus từng xem con người là dòng sông tuôn chảy như nhau. Không ai có thể bước qua hai lần trên cùng một dòng sông, vì nó không còn là dòng sông ấy, và con người cũng đã không còn là con người ấy. Một triết gia Hy Lạp khác cũng đồng thời với Heraclitus là Anaxagoras, cũng quan sát sự hình thành của vũ trụ như sau: không có gì sinh ra hay diệt đi, nhưng sự vật đã có kết hợp và tan rã. Vậy con người và dòng sông không bao giờ thực sự tồn tại. Cái tồn tại là những khái niệm được giả lập. Ai từng đọc lịch sử của tổ sư Huệ Năng, tức biết bốn câu kệ khắc chứng đắc của ngài, câu thứ ba là bổn lai vô nhất vật. Từ xưa đến nay chưa từng có một vật. Vậy thì cái thấy của Huệ Năng cùng cái thấy của Heraclitus hay Anaxagoras không khác. Điều này chứng tỏ Phật giáo không hề sở hữu chân lý, mà chân lý ấy là vũ trụ vạn pháp. Không thuộc về ai, Phật giáo hay các triết gia đắc đạo như Heraclitus, chỉ nắm bắt thực tại của vũ trụ. Và dòng nói thêm về Anaxagoras: ông từ bỏ của cải, nhà cửa hoang phế và trở thành nhà hiền triết. Ông cho rằng hạnh phúc không đến từ của cải hay quyền lực, mà là biết sống hài hòa và tham dự với vũ trụ thiên nhiên. Ông cho rằng cái vô cùng vô tận đầu tiên là một cái trống không. Trong sự hình thành ấy, cái phi hữu vô ngã, vô hữu ngã, không chống đối hay mâu thuẫn nhau, mà thịnh hành một cái trống không tròn đầy. Anaxagoras bị kết án tử hình vào cuối thời đại Athen với tội danh đã xem tinh tú trên trời không phải là những thiên thể linh thiêng, mà chỉ đơn thuần là những cục đá treo lơ lửng giữa không gian. Như vậy, vô ngã không phải là một định đề riêng của đạo Phật, mà từng là mục tiêu nghiên cứu của triết học Hy Lạp. Từ ba cốt lõi trên, mặc dù không có gì thực sự hiện hữu, tất cả chỉ là giả hợp, là những khái niệm hoàn toàn, điều kiện và quy ước, nhưng sự khổ hay sự dữ thì không thể chỉ nói rằng nó không thực, nó liền biến mất, mà phải có phương pháp diệt khổ. Sự khổ ở đó, bằng ngoại rên xiết, chúng ta chờ nó đến bệnh viện, chẳng ai hỏi sự khổ vì sao nó bệnh, ai đã gây ra cho sự khổ của nó. Sự khổ ấy da trắng hay da đen, sự khổ ấy có linh hồn hay không. Và vì tất cả giáo lý cũng như triết học của đạo Phật đều chỉ nhằm giải thoát khỏi sự khổ, bất chấp nó da đen hay da trắng, ở vùng nhiệt đới hay ôn đới, nó là khổ mỹ hay khổ phi. Có những khổ đau có thể chữa dứt hẳn, có những khổ đau chỉ có thể làm cho giảm bớt cường độ, có những khổ đau bắt buộc phải đối mặt. Mỗi một khổ đau được phân loại và có thuốc. Trên kia tôi đã nhắc đến ba khổ và tám khổ. Tất cả khổ đau trong hai phạm trù khổ được phân loại trên đều có thể chữa trị. Giáo lý tứ đế của đạo Phật được xem như một bệnh viện lớn chuyên trị vạn loại khổ đau. Như trước khi trị liệu những khổ đau, phải ý thức rằng hầu hết mọi hiện hữu của chúng ta đều do tham dục bất tri vô minh mà phát sinh. Điều mà vô minh nhất là tự chế ra chiếc thòng lọng và đúc đầu vào nó. Nhất thần luận chính là chiếc dây thắt cổ ấy. Chúng ta tự chế ra thần linh rồi phùng mang trợn mắt giao phó hết cuộc đời vào sinh mệnh của mình, vào thần linh. Vào cuốn tiểu thuyết mình miệt mài viết ra, thay vì sống cuộc đời đáng sống này, chúng ta trốn vào cuốn tiểu thuyết của mình. Vị thần nào cũng được cấu tạo bằng những hình ảnh quyền uy nhất, phép lạ nhất, siêu nhiên nhất, vì ông ta chính là ước vọng được giấu kín nhất từ trước đến hết cả tham dục đen tối mà ta không dám minh nhiên tiết lộ. Khi ta biết được những chất độc của chính ta
từ bao thiên niên kỷ được chất chứa trong vị thần linh, thì ta đã giảm thiểu được hơn phân nửa những khổ đau có mặt. Tựa như một người bệnh béo phì với một cơ thể khó di chuyển do trọng lượng quá tải, vệ sinh cơ thể khó được áp dụng trên người béo phì, thường rất hôi hám. Người béo phì dễ bị tiểu đường, suy tim mạch, gan nhiễm độc, đầu óc nặng nề. Nhưng bảo người bệnh béo phì đừng ăn uống theo sở thích, theo sự đòi hỏi của cơ thể thì người ấy không làm được. Chỉ cần người ấy hạ quyết tâm cắt sự khoái khẩu thì mọi khổ đau lập tức dừng lại. Tương tự như sự béo phì, chúng ta cũng nuôi dưỡng một đấng Thiên Chúa mập mỡ trong ta, rồi ngụy tính rằng Ngài đã sinh ra ta. Kỳ thực chúng ta tạo dựng ra Ngài, rồi thờ phụng Ngài một ngôi đền thiên niên kỷ văn hóa. Lâu dần chúng ta quên rằng Ngài chính là hình ảnh của cái tôi rất nhỏ bé. Ngài là tích tụ của những gì của nhân loại muốn làm mà không làm được, hoặc bị luân lý cấm đoán. Ngài là hiện thân của hỷ nộ ái ố, lạc thù hận, chiến tranh ganh tị, âm mưu, ưa thích phép lạ, muốn hiếp dâm các quy luật vật lý. Cho nên trước khi muốn rút bỏ mọi khó đau thì việc đầu tiên là hãy can đảm đừng đội lên đầu ngôi đền thiên niên kỷ nặng triệu ấy. Bỏ ngôi đền ấy xuống đất, ta sẽ như con chim với đôi cánh lướt gió tung bay giữa bầu trời bình minh trong lành mà vũ trụ ban tặng. Quán vô thường khiến tham sân si giảm bớt, quán vô ngã tạo ra bình đẳng vạn vật, quán khổ khiến phát sinh từ bi, chừng mực, ái dục. Từ những nhận định trên, ta thấy các tôn giáo Đông Á như Khổng giáo và Phật giáo hướng tâm điểm đến con người, nhằm phục vụ con người, vì con người mà xuất hiện. Trong khi đó, Thiên Chúa giáo hướng tâm đến Chúa, vì Chúa mà con người xuất hiện, để yêu Chúa, phục vụ Chúa và trở về với Chúa. Chúa được viết hoa không phải là một khái niệm triết học tôn quý, mà là một thần linh đầy hỷ nộ ái ố tên là Jehovah. Phải viết hoa vì những giá trị nghịch nhân bản. Cho nên tôi rất thưởng thức lời ngay nói thẳng của Linh Mục Nguyễn Bá Thông khi ông đang sang chảnh, khi ông đang sang sảng dạy một đám tín hữu ngu ngớ rằng đạo Công giáo không dạy sống tốt. Nhưng những tôn giáo khác, vì mục đích đạo Công giáo là để trở về với Chúa. Ông hãnh diện to tiếng rằng: ai nói tôi tuổi con chó thì mặc họ, người Công giáo thì phải nói rằng tôi tuổi con Chúa, đồng nghĩa với con chiên, một cách rất tự hào. Nhưng người Á Đông chưa ai thực sự làm chó, làm chuột hay làm rắn, làm rồng theo 12 địa chi. Cũng như người Âu Mỹ không ai tin rằng mình là song ngư, sư tử, dương cưu hay hổ cáp theo 12 cung hoàng đạo cả. Còn người Kitô giáo thì hết lòng quỳ lạy mà tự nhận mình là chiên, là vật thụ tạo, là nô lệ. Cái kiểu rao hàng của Kitô giáo cũng không khác các ông bà Tàu hát xiệc Sơn Đông đi bán thuốc cao đơn hoàng tán ngày xưa khi tôi còn bé, bảo đảm thuốc vào thì bệnh lui. Nhưng khi qua lịch sử Kitô giáo chất đầy chiến tranh, nô lệ tàn sát, cướp bóc, phá nát gia đình, ai không được Chúa yêu thương thật sự là một diễm phúc. Tôi may mắn là người biết nói không với tình yêu của Thiên Chúa. Sau khi Trung Quốc trở thành cường quốc hạng 2 chỉ sau Hoa Kỳ, nước này cũng sử dụng chiến thuật vừa ăn cướp vừa lao làng, không kém Công giáo Roma. Ông chủ chăn vừa ấu dâm xong vẫn trăng tráo cầm thập giá ra cửa tội và ban phước. Trung Quốc luôn mồm rêu rao nhân quyền, nhân ái, hòa bình, ổn định, nhưng tàu chiến được hung hăng tung ra khắp Biển Đông để ăn hiếp các nước nhỏ bé. Triết lý cốt lõi của Phật giáo cũng như triết lý của Heraclitus, Parmenides, Anaxagoras, Socrates, Platon, dù có ai đó không thuyết phục cũng chẳng ai cảm thấy mình bị xúc phạm. Triết lý Phật giáo vì nhằm phục vụ nhân sinh, nhân bản vị, không cấm đoán hay bắt buộc bất kỳ điều gì trái với lễ thường, khiến gia đình bị tổn thương, môi sinh bị xúc phạm. Phật giáo không nêu cao thương yêu, vì đó cũng chính là cội nguồn của thù hận. Yêu thương và thù hận là cặp đôi của cảm giác luôn có mặt cùng khắp
Con người có thể bắt đầu bằng yêu thương nhưng kết thúc bằng thù hận đổ máu. Phật giáo không dạy yêu kẻ thù mà dạy không thù hận. Phật giáo không chen vào tình yêu thiên nhiên giữa cha mẹ con cái hay ngược lại. Triết lý ở đây đặt con người làm trung tâm của cuộc sống với mục đích giải thoát hay làm giảm bớt khổ đau. Phương pháp của đạo Phật nhằm vào cố gắng của tự thân với những đức hạnh cần nhiều nỗ lực, bao gồm giới, định và tuệ theo con đường của Bát Chánh Đạo. Ngay từ thánh bên Phật giáo cũng khác với từ thánh bên thần giáo. Thánh đơn giản chỉ là làm chủ được những cảm xúc, làm chủ lấy mình. Thánh nhân hay chân nhân thực ra không gì khác nhau trong ý nghĩa tự chủ. Một bậc thánh hoàn toàn bất động trước các tham dục thế trần do năm giác quan đòi hỏi tạo thành ngũ dục. Bậc thánh dưỡng dưng trước giàu nghèo sang hàng, không chê giàu như kiều kẻ giàu vào nước thiên đàng. Kẻ giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Cũng không mua chuộc kẻ nghèo như kiểu phúc cho các con đang nghèo khổ, vì nước trời thuộc về các con. Niết bàn không phải nơi Phật tạo ra rồi ban cho ai yêu thương và cầu khẩn Ngài, mà đó chính là thành quả của tự thân tu tập. Bất kể giai cấp, chủng tộc và tôn giáo, điều này có nghĩa là một người Kitô giáo vẫn có thể chứng quả thánh nếu tu theo Bát Chánh Đạo. Vì đạo không lựa ai cả, nó là tâm, ai làm chủ được tâm thì được đạo. Thánh không cần phép lạ, không cần để xá lợi lại cho đời, không cần ai phong, cũng chẳng ai có thể phong. Nhưng không giờ phút tới có thể an nhiên thu bé lại làm mưa tan giữa trời. Tịnh Công Sơn chỉ ao ước được làm mưa chứ không an nhiên làm mưa. Không làm một nghệ sĩ với tràn trề những cảm xúc rất người chứ không phải thánh. Người Kitô da vàng ra mặt đố kỵ đạo Phật ngay từ khi Alexandros sang truyền giáo, hạ nhục Khổng Tử, sĩ vã Thích Ca và xem tục thờ cúng ông bà là tà vậy, ma quỷ. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng Phật giáo không chỉ ảnh hưởng đến Kitô giáo nguyên thủy, còn từng là nền tảng cho văn hóa Hy Lạp cổ đại, đồng thời có một đóng góp lớn cho sự hình thành triết học Kitô giáo. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe đến giờ phút này, mà mình sẽ lưu lại và làm cái phần tiếp theo vì bài này quá dài rồi.